tôi là Nguyễn Thị Trình, là giám đốc công ty cổ phần FBay Việt Nam. Chúng tôi đã có 13 năm kinh nghiệm về làm đại lý vé bay, và chúng tôi có thế mạnh là làm thế nào để tuyển một đại lý từ trước bước gì đến khi họ biết đến thành thục. Và đây là cái buổi gặp mặt của tôi và khách hàng. Cô bé này, cô ấy tôi mới bước chân vào vé và tôi có rất nhiều cái điều thắc mắc, muốn giải đáp rằng là không biết là chúng là bắt đầu từ đâu hay như thế nào. Và kính mời các anh chị có thể nghe cái sự đối thoại của chúng tôi để các anh chị hiểu hơn về một cái bức tranh của vé máy bay. Chào em Nga. Vâng, chào em. Có thể giới thiệu một chút về em được không ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tô Thu Nga. Mình năm nay 26 tuổi và mình đang có ngành nghề là kinh doanh. Và vì là rất là đam mê kinh doanh cho nên là mình rất quan tâm đến đại lý vé máy bay. Và ngày hôm nay thì rất vui được gặp với anh Trình để anh có thể chia sẻ hơn nhiều điều để giúp cho mình có nhiều thông tin hơn, cũng như mình có thể hiểu biết được nhiều hơn về đại lý vé máy bay, cũng như là cách thức sao để mình có thể kiếm được thêm thu nhập cho bản thân. Rồi, cảm ơn em. Trước khi mà em đến đây thì em hình dung ra là ngành vé máy bay như thế nào? Thật ra với một người không hề biết gì như em chỉ nghĩ đơn giản là bên mình là bên hỗ trợ để đặt vé máy bay, có thể kiếm được những cái giá vé tốt nhất này. Ngoài ra thì cũng tìm được những trạng bay uy tín để em có thể đặt vé bay đi nơi này nơi kia mà không cần phải tự lên mạng, tự đặt vé và có những cái rủi ro nhất định. Thì đại lý vé bay gần như là một nơi để đặt niềm tin, cũng như là để có thể là giúp cho mình có thể lựa chọn những cái vé giá tốt nhất, cũng như là có thể đến được những nơi mà mình yêu thích được tư vấn nữa. Bởi vì là có khi có những cái vé rẻ mà đi ở những cái chặng xa ấy ạ, thì các anh chị cũng tư vấn cho em rất là nhiều, vì vậy là em cũng rất là thích tìm hiểu về đại lý vé bay. Giới thiệu mọi người, em Nga em ấy đang có một homestay. Với cái việc mà bạn ấy có một homestay thì bạn ấy có thể kết hợp với lại vé bay thì rất là tuyệt vời. Vé bay thì cũng rất có thể là kết hợp với các ngành khác, ví dụ như là các anh chị có thể quán cà phê, hoặc là các anh chị có một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, hoặc là một hiệu thuốc, hoặc là rất nhiều những ngành khác có thể kết hợp được. Bởi vì là cái việc mà kết hợp với FB ấy, để bán vé thì việc đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần có biển mà chúng ta biết bán vé và chúng ta có mối quan hệ là chúng ta có thể là có tăng thêm thu nhập rồi. Thì chúng ta dựa vào tất cả những mối quan hệ có sẵn của chúng ta thì chúng ta có thể là tạo ra thu nhập của chúng ta rồi. Thì ngoài cái việc mà các chị, khi mà anh chị mà trở thành đại lý vé bay, các anh chị có thể là mua được những tấm vé tốt hơn này, rồi đặt hơn, rồi hiểu hơn, hiểu hết về các hãng hàng không, đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của các hãng, và làm thế nào để săn được vé rẻ. Em Nga là một cô bé rất là trẻ nhưng mà lại có một cái điều kiện kinh doanh là khá là ok. Chắc là chưa bao giờ đến làm vé thì không biết là em đã đặt vé bao giờ chưa, đặt vé online ấy. Bình thường thì em hay là đi với nhóm bạn, thành ra là bạn em sẽ là người đặt, bạn em sẽ là phụ trách cái đó. Còn em sẽ chỉ là người lên plan trong chuyến đi thôi, còn đặt vé thì sẽ một bạn khác đảm nhiệm. Chính em đã đặt vé bao giờ chưa? Chính em thì em chưa luôn. Thực ra này, để mà đặt vé bay thì các anh chị đặt vé bay để chúng ta đi lại thì rất đơn giản thôi. Các anh chị có thể vào cái trang fbay.com.vn của fbay để các anh chị chọn là chiều đi, chiều đến, rồi các anh chị chọn người lớn, chọn trẻ em, chọn hành lý. Và chúng ta đặt, cái quá trình đặt thì giống như chúng ta đặt một Grab thôi. Và chúng ta điền thông tin thì chúng ta vào, thì vé bay cho sau khi các anh chị điền thông tin vào và bấm là đặt, thì cái quá trình đặt vé nó diễn ra khoảng 30 giây. Thì khi anh chị thì hãng sẽ trả về chúng ta một cái mã code, và trong mã code đó chúng ta thanh toán thì chúng ta có thể bay được. Thì quá trình đặt vé online thì nó không như ngày trước nữa, và bây giờ với cái công nghệ 4.0 rồi thì đặt vé bay là hoàn toàn mà dễ dàng. Đó thì là khi mà em Nga đang có một cái vị trí tốt như vậy thì là và anh khuyên em là lên tầng lễ tân đó, em nên để bán vé để một mục đích là tăng cơ hội kinh doanh cho em, hay là hỗ trợ luôn cả những cái khách hàng mà đến chỗ đến homestay của em để cư trú. Rất tiện cho họ khi mà họ ra khỏi homestay của em, họ không phải đi tìm cái nơi để bán vé nữa. Và cái tiếp theo ấy là vé bay này, khi mà các khách hàng mà tìm đến mua vé thì cái sự hiện diện của homestay trước mọi người sẽ được nhiều hơn.
và cũng có thể là gia tăng cái doanh số của hai bên. Đó là cái ngành cơ hội rất khá là tốt. Cái tiếp theo ấy là ở khi mà ở quầy lễ tân ở dưới cùng đó, ở quầy lễ tân đó, có thể là kết hợp bán vé, bởi vì vé bay chúng ta chỉ cần một điện thoại di động, máy tính này chúng ta có thể làm được, mà ở quầy lễ tân đã có tất cả những thứ đó rồi. Chúng ta chỉ cần một vài thao tác đơn giản, chúng ta cũng có thể là gia tăng thu nhập lên chúng ta, hoặc ít nhất là chúng ta có thể giúp cho khách hàng không phải đi tìm một nơi bán vé nữa. Em Ngà có thể có những câu hỏi gì nữa không? Vâng, thì anh có thể chia sẻ thêm cho em là để trở thành một đại lý vé máy bay thì mình cần chuẩn bị những gì, cũng như là về ngân sách bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp để với tùy gói ạ. Thì em cũng mong muốn là sẽ được anh chia sẻ thêm. Ok, thì là năm 2020 FBay đang có chương trình là mở 63 điểm toàn quốc và 63 điểm, mỗi một tỉnh có một điểm độc quyền toàn quốc, và cái chi phí của để mở một nó phòng vé bay nó không nhiều, và đổi lại là mọi người sẽ được FBay hỗ trợ từ về biển hiệu như thế này đây. Đây chị, đây là một biển hiệu của FBay đã từng hỗ trợ, và tiếp theo ấy sẽ được FBay hỗ trợ về công nghệ cũng như là khách hàng, cũng như là hướng dẫn cách truyền thông để làm sao chúng ta có được nhiều khách hàng hơn, làm thế nào để chúng ta giữ được khách hàng, và làm thế nào để chúng ta được có được lợi nhuận trên một đơn hàng nhiều hơn. Đó là những cái thế mạnh của FBay. Ngoài ra, ngoài các sản phẩm của vé bay thì FBay còn có những sản phẩm khác như sản phẩm du lịch hoặc là taxi sân bay, đặt phòng. Đó là 2020 là mong muốn, FBay là mong muốn là đưa lại những cái giải pháp tốt nhất cho những đại lý. Và khi tham gia với FBay thì tất cả ổn định hoàn, có nghĩa là tất cả tin một. Các anh chị có thể vào trang FBay.com.vn và nó có thể hiển thị tất cả những cái menu, và anh chị có thể dựa vào đó, anh chị có thể chọn theo những cái mặt hàng mình mong muốn. Và cái điều rất quan trọng là với công nghệ của FBay, chúng ta có thể tạo ra hàng nghiệp online hoặc offline, có những thu nhập ổn định, nhất là từ 10 triệu trở lên, để có thể là giúp ích cho cuộc sống của mình hơn. Em rất cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi, và cũng hy vọng rằng là hai anh em chúng ta có thể cơ hội hợp tác cùng với nhau. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.